sẽ bị bán được quá nhiều như vậy. Các bạn ơi, các bạn có biết ngày hôm nay lần đầu tiên Sabine được đi bán chợ trời luôn á các bạn. Con nở thì người ta đang chuẩn bị để đồ ra để người ta bán á. Các bạn ơi, bây giờ thì Sabine sẽ còn tìm chỗ để mà Sabine bán nha các bạn. Mình đi thôi, sẽ tìm một cái người nào đó để dẫn chỗ. Để cái này là mình phải còn đăng ký từ lâu lắm, từ ngày khác luôn rồi các bạn. Bà này đang chỉ chỗ của Sabine để Sabine bán đó các bạn ơi. Sabine có một cái ô này luôn nè, thì Sabine biết chỗ của Sabine bán rồi. Bây giờ Sabine chỉ còn dọn dẹp ra để bán rồi đó các bạn. Và lúc này Sabine đang để mấy cái thảm ra để Sabine bán đó các bạn. Em xem của Sabine đi lên luôn á. Mà Sabine á thì Sabine phải cần trải ra rất là cẩn thận cho nó đẹp đó các bạn. Sabine đã trải xong để Sabine bán rồi. Sabine đợi và Sabine để lấy đồ để lên đó các bạn. Đó. Và cuối cùng bà của Sabine cũng tới rồi. Em sang của Sabine á, thích bà quá. Mới chạy để ôm bà luôn á. Bây giờ Sabine có đồ rồi, Sabine lấy ra nha. Tắc. Được chưa? Nó có rất là nhiều người bán chợ trời, nhiều hơn 100 người luôn á các bạn. Cũng có người mà mới tới đó các bạn. Các bạn có thấy á, là tất cả những cái đồ mà Sabine bán không? Mấy cái đồ Halloween á. Bà này là bà trước, là bà đầu tiên á, là khách đầu tiên của Sabine đó các bạn. Thì bà đó thích cái cuốn sách đó. Cái bây giờ bà đó sẽ trả cho Sabine tiền nè các bạn. Thì cái túi của Sabine á, Sabine đeo lên á. Còn bây giờ mấy cái người đó đang tìm đồ chơi á. Cái ông đó đang tìm hai cái đồ chơi á. Và ông đó không có biết chơi như thế nào. Và bây giờ cuối cùng á, thì ông đó là người khách thứ hai của Sabine. Ông khách đó đã lấy hai cái món đồ. Người thứ ba và người đó đã trả tiền để cho cái dây nịt và cái áo đó các bạn. Sabine bỏ tiền vô túi. Còn đây với là người ta không biết chơi như thế nào á, thì Sabine cho người ta Sabine nói cho người ta biết đó các bạn. Và đây á, còn đây là cái bà đó mình chơi như thế nào. Và bây giờ em Sam của Sabine đã quá xuất sắc là quậy. Sam đã quậy cái đồ của người ta. Và bây giờ thì người ta đã lấy rồi. Và đã hỏi á, xin chào bằng tiếng Việt á, mình nói như thế nào thì Sabine mới nói đó các bạn. Và hai cái chị đó đã muốn coi cái này nó như thế nào. Và bây giờ Sabine, người ta đưa cho Sabine một cái tờ giấy tiền 5 euro. Bây giờ thì người ta Sabine sẽ thố lại cho người ta đó. Merci. Thấy cái đồ chơi chó chung với lại một cái gì đó mà Sabine không biết, Sabine phải còn hỏi với lại mẹ của Sabine á. Bây giờ Sabine có rất là nhiều khách luôn á, các bạn có thấy không? Merci madame. Các bạn ơi, bây giờ Sabine có nhiều tiền quá rồi, Sabine đi thôi nha. Thấy mấy cái bracelet, mấy cái vòng tay và mấy cái vòng cổ và mấy cái nhẫn và mấy cái bông tai đó các bạn. Đó các bạn có thấy nó đẹp như thế nào chưa? Dạ Sabine, Sabine mua một cái hả? Thì Sabine mua mấy cái vậy đó các bạn. Các bạn ơi, bây giờ với lại tất cả những tiền mà Sabine đã có thì Sabine đã mua được cái này rồi đó. Thì
ở trên bàn mà người ta mà Sabine đã có cái này á, thì Sabine thấy có cái cục gôm đẹp đẹp á, nhưng mà Sabine hết tiền rồi thì Sabine phải cần có Sabine phải cần lấy những cái đồ khác ra để mà người ta cho Sabine tiền thêm á, để mà cho Sabine mua cái cục gôm đó nha các bạn. Đang không có biết cái này nó chơi làm sao á, thì Sabine giải thích cho người ta, các bạn có thấy không? Và Sabine, ôi là la, Sabine bỏ một cái gì đó vô cái cặp của Sabine mà Sabine quên lấy ra luôn á. Xịt cặp tiếp luôn á các bạn, bạn có thấy không? Sabine quên luôn á. Và bây giờ thì người ta hỏi người ta muốn mua cái giỏ tiền của Sabine á, thì Sabine lấy xong, còn người này á, cuối cùng người đó cũng lấy cái ống giờ mất, các bạn có biết không? Bà đó quá thích hai cái áo đầm của mẹ Sabine, còn cái này á là người ta mua quá trời quần của em Sam của Sabine luôn á, 10 euro luôn á các bạn, thì nó quá xuất sắc là nhiều á, thì người ta trả cho Sabine. Còn đây là đôi giày, các bạn có thấy không? Còn đây là mấy cái đồ mà mình bận vô khi mà Halloween á. Còn đây á là, các bạn ơi, bây giờ thì á, Sabine đã từ hồi sáng tới giờ rồi, thì Sabine còn chưa có bao nhiêu đây thôi. Sabine nghĩ là sẽ có khách đến để mà sẽ có người với mà sẽ mà có người với mà lấy hết luôn, thì Sabine sẽ không còn cái gì ở trên thảm của Sabine luôn á các bạn. Sabine nghĩ vậy thôi nhưng mà Sabine cũng chưa chắc đó các bạn. Bây giờ các bạn ơi, và cái này là trò chơi á. Em Sam của Sabine đã chơi rồi, nhưng mà Sabine sợ là em Sam của Sabine đập tất các bạn, thì Sabine mới bán luôn á. Còn đây là người ta mua cái đôi giày á các bạn. Các bạn ơi, thì với Sabine có thấy ở chỗ khi mà Sabine mua cái này á, thì Sabine thấy có một cái bảng vẽ á, thì cái problem á là Sabine chỉ có bao nhiêu đây tiền thôi nè, thì Sabine không có thể nào mà mua được, nó quá mắc. Thì Sabine coi nếu mà Sabine mua được không nha các bạn. Sabine coi. Đó. Các bạn ơi, và Sabine định mua cái bảng vẽ á, thì nó mắc quá thì bây giờ thì Sabine sẽ lấy tiền, tại Sabine đã có tiền rồi. Thì bây giờ Sabine sẽ mua nha các bạn. Đó, Sabine đi mua. Và bây giờ thì người ta muốn mua cái con cái con khủng long á, thì Sabine nói là mấy cái đồ chơi á. Em Sam á, thì em Sam hơi sợ. Em Sam sợ á. Thì Sabine mới bán các luôn. Bạn ơi, Sabine chỉ còn bao nhiêu đây thôi, thì Sabine đã bán hết rồi đó các bạn. Với lại mấy cái đồ đó Sabine đã mua tất cả những cái gì mà Sabine thích, Sabine rất vui luôn á các bạn. Bây giờ thì đó có thể có ngày khác mà Sabine có thể bán đồ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sabine. Bye bye các bạn.